Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm. Em chuyên viên tư vấn đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu cũng như là hỗ trợ giúp người Việt Nam mình mua và sở hữu nhà vĩnh viễn ở Mỹ, bán nhà trên 50 tiểu bang của Mỹ, giúp người Việt Nam mình mua nhà tiết kiệm chi phí nhất. Thì hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà ở thành phố Chula Vista, tiểu bang Cali. Giá nhà là 665.000 USD, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Diện tích nhà là 2.240 square feet, tương đương với khoảng 220 mét vuông. Thì cái loại nhà là single family, biệt thự đơn lập. Năm xây dựng là năm 2002. 4 chỗ đậu xe. Diện tích đất là 5.728 square feet, tương đương với khoảng 570 mét vuông. Thì cái giá trị ngôi nhà thì theo Zillow thì khoảng 637.074 USD. Thì nó thấp hơn là cái giá của chủ ngôi nhà đang rao bán là 665.000 đô. Mức thuế nhà năm 2018 sau khi khấu trừ là 6.157 đô. Thì như quý anh chị đã biết thì thuế nhà ở Cali là khoảng tương đương là 1% giá trị ngôi nhà. Khi mà sở hữu nhà thì cái tiền hàng tháng chúng ta phải chia vào các tiền thuế tài sản, tiền thuế bảo hiểm nhà, tiền hoa phí. Thì cái giá cho thuê là khoảng 3.000 USD một tháng. Ngôi nhà gần trường tiểu học Parkview, trường trung học là Rancho Del Rey và cái trường trung học phổ thông là trường Otter Grand. Và những cái trường học này rất là tốt, thì thang điểm toàn là 90, 70 và 80. Thì ngôi nhà này gần downtown, là khoảng cách downtown khoảng 20 phút lái xe. Zip code thì tập trung nhiều người Mỹ, người da trắng và người ASEAN. Là người da đen rất thấp, đảm bảo sự an toàn cũng như là tỷ lệ cho thuê cao. Đây là vị trí của ngôi nhà. Đây là trung tâm. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào xem chi tiết của ngôi nhà. Đây là phòng khách. Đây là nhà bếp cộng với bàn ăn. Bàn ăn thì thấy theo giống phong cách Việt Nam, bàn gỗ khá là đẹp. Thì như quý anh chị đã biết thì khi mà bên Mỹ bàn giao thì chúng ta sẽ họ chỉ bàn giao nhà và những cái vật mà gắn liền với tường. Còn nếu chúng ta muốn lấy nội thất thì chúng ta sẽ phải thương lượng với lại chủ nhà. Nhà bên Mỹ rất đẹp, thoáng mát và sạch sẽ. Đây là phía sau của ngôi nhà, rất sạch sẽ và đẹp. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian để xem video của em. Nếu anh chị quan tâm tới các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, hoặc là muốn sở hữu bất động sản bên Mỹ để cho thuê, để cho bảo đảm cái tài sản bằng USD, muốn mua nhà cho con cái đang du học ở bên Mỹ và có thêm nguồn thu nhập, cũng như là để định cư sau này, thì có liên hệ với em số điện thoại bên dưới. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị ạ. Em xin hết.